chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Vật. Thì nếu như doanh nghiệp của mọi người đang ứng dụng công nghệ RFID trong việc sản xuất và bán hàng, thì những cái thiết bị quét cầm tay không thể nào thiếu trong cái khâu kiểm kê những content nhãn RFID. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một dòng máy quét RFID cầm tay của hãng Yatra, có model đó là RFD 8,5. Thì hiện nay nó được các doanh nghiệp trên hơn 80 quốc gia đang sử dụng. Thì mọi người hãy cùng em khám phá. Hiện tại trên màn em đây là một bộ thiết bị RFID 8,5 của hãng Yatra. Nó sẽ bao gồm là thân máy và những cái phụ kiện đi kèm khi mà để mình sử dụng. Thì đầu tiên em giới thiệu với mọi người trước luôn, đó là về cái thân máy. Đây, cái hộp thân máy xem bên trong nó có những cái gì. Đây, em mở ra thì đây là một hộp mới, các phụ kiện đi kèm luôn. Đây, đầu tiên là cái hướng dẫn này kia và những cái thông số cơ bản của Yatra, hướng dẫn quét nè, những cái phụ kiện. Đây, hướng dẫn cách lắp đặt pin đồ này kia, một cái quyển hướng dẫn ha. Ở đây, đây là một cái quyển thông tin của các dòng máy bằng nhiều tiếng khác nhau ha. Tiếp theo mình sẽ đi vào đây. Đây là một sợi dây cáp USB đầu tai C, và không phải đầu tai C, một sợi dây cáp USB nha mọi người, một đầu là đầu micro. Đây, đây mọi người có thể thấy đây là cái thân máy của chúng ta ha. Đây là thân máy RFID 8,5 của hãng Yatra, thiết bị quét RFID. Em mở ra mình xem, mọi người có thể nhìn đó, tông chủ đạo của nó là màu trắng hoặc màu xám. Đây, cầm tay nhìn khá là gọn đó. Rồi đi kèm bên trong nó có pin nữa nha mọi người, một hộp của nó là đi kèm với pin nữa nha. Mình sẽ gắn pin vô. Rồi thì lát nữa em sẽ gắn vào, thì em sẽ review qua những cái thiết bị, những cái linh kiện đi kèm. Thứ hai thì nó có, đây là cái đế nha mọi người, cái này là đế sạc, mọi người có thể là mua cái option đế sạc hoặc là cục sạc riêng nha. Đây, mọi người có thể xem cái đế, mình có thể là chọn nhiều đế, một đế là lẻ hoặc ba đế hoặc là bốn đế khác nhau mình có thể chọn. Thì hiện tại cái đế này của bên em đang đặt đó là một đế cho rời ha, một đế rời. Thì nó một đế rời, đây mọi người có thể xem một đế rời thì nó sử dụng thì nó chỉ sạc được một cái máy một lúc thôi ạ. Đây mọi người, đây là cái đế của máy này, RFID này và TC55. Nếu mà mình có máy TC55 mình có thể kết hợp sạc chung. Thì đây là cái đế nha, mình có thể nhìn có đèn cảnh báo đây này. Rồi đi kèm trong hộp này thì có những cái miếng dán để chống trượt này, dán phía dưới đế này để cho nó dán hai bên này để cho nó chống trượt ha. Đây là cái đế của cái dòng máy này. Rồi, cái đế thì chắc chắn thì nó sẽ phải có adapter và dây nguồn đi kèm. Thì đây là một cái adapter dây nguồn, cái này là dây đầu, này là đầu cắm sạc ha. Đây, đầu dây cắm. Thì đây là những cái phụ kiện cơ bản mà mình đi kèm mình có thể khi mà mình sử dụng cái chiếc máy RFID 8,5. Đây, sẽ để lại cho mọi người xem ha. Okay. Nguồn và pin, bên trong cũng có dây kết nối USB ha. Đây, trong hộp thân máy nó có thêm một cái dây để mình có thể là luồn vào tay cố định lại đó, cái trong lúc làm việc nó đỡ rơi rớt ha. Thì bây giờ em cũng sẽ hướng dẫn cho mọi người cách mình có thể lắp đặt cơ bản những cái phụ kiện này lại với nhau ha. Thì đầu tiên là cái thân máy với cái pin, em sẽ hướng dẫn mọi người cách lắp. Đầu tiên mình sẽ, nếu mà để lắp pin á, đầu tiên mình cần phải tháo cái lớp vỏ ra. Mình sẽ nhấn nhẹ hai bên đây nha. Đó, mình gỡ cái này ra này. Nè, mình kéo xuống xí là gỡ ra được ha. Thứ hai là mình sẽ lấy pin và lắp vào này. Đây là cái pin của nó. Đây, nó có hướng dẫn ở trên này luôn. Mình sẽ để theo hướng này cho mọi người. Mình sẽ bỏ bên này trước, sau đó mình nhấn vào bên này. Đó, nhấn vào như vậy là pin lắp xong. Đây, mình sẽ đóng lại thì tương tự như lúc đầu, nhấn sẽ đẩy vào đây lắp xong. Nó có pin rồi, nó sẽ tự động sáng đèn lên này, có nguồn rồi đó. Đó, như vậy là pin lắp, như vậy là khá là đơn giản nhé. Nhấn cái này mở ra xong lắp pin. Rồi tiếp theo thì đây là cái chân đế sạc. Chân đế sạc thì mình sẽ gắn những cái phụ kiện trong của cái
Đầu tiên là cái after lại thôi. Đây là after, có cái giác nguồn này. Giác nguồn thì cái đầu đầu giác nguồn này mình sẽ cắm với lại là cái đầu đầu này. Và thứ hai là có cái giác này để mình có thể là kết nối vào cái, để mọi người theo cái hướng này nè. Đó, bảo vệ chặt vào. Thì lúc đó thì mình sẽ cắm vào trên đế thôi. Sau trên đế nó có một cái cổng cổng nguồn, mình cắm vào trên đế thì để mà sau đó mình cắm sạc. Đây thì đây là cái chân đế mà để cắm sạc nha mọi người. Đây lúc mà cắm điện vô thì nó có đèn báo nha mọi người. Đó, đèn báo đây nha. Rồi tiếp theo đây cái đèn này, đèn để báo sạc. Đây, khi mà mọi người sử dụng xong, ví dụ như lúc này mà em quét xong thì mình có cần sạc điện thì mình chỉ cần là đơn giản đó là mình chỉ cần cắm vào sạc điện đó mọi người thấy không? Trong cái quá trình sạc thì nó đèn nó sẽ chớp này, chớp ở đây lúc nào nó ngừng chớp thì nó sẽ đầy ha. Rồi còn bên hông này nữa. Nên đang báo cái tình trạng là đang sạc ở bên đèn pin này. Đó, báo chớp 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 là đang sạc đó. Đó, mọi người thấy không? Đó, thì nó báo là tình trạng là đang sạc pin đó. Đó, đơn giản cắm vào cái là sạc pin được thôi, không thể phải làm gì, mình chỉ cần kết nối đúng dây rồi mọi thứ cắm vào sạc xong. Quá trình cái chân đế rất là tiện, khi mà mình không xài thì mình chỉ cần cắm lên sạc, lúc mà mình cần xài thì mình rút ra mình xài, mình cần mang đi mình xài đó. Thì lúc này em đã lắp đặt xong các phụ kiện đi kèm, thì bây giờ em sẽ kết nối và hướng dẫn cho mọi người cách mình có thể kết nối và quét thử xem cái hoạt động của nó thế nào ha. Thì đầu tiên thì mình sẽ mở nguồn chiếc máy này lên, thì bên hông nó này mọi người nhìn ha, đây có cái nút nguồn, mình sẽ nhấn giữ nhấn nhấn để mở nguồn ha, người đợi một xí để cho nó mở nguồn lên nha. Đây, sau khi mở nguồn lên thì đèn bluetooth nó đang chớp nháy này, đang trong trạng thái chờ đó, nếu nó không chớp nháy nó tắt thì một nó đang kết nối hoặc là mình nhấn giữ để cho mình bật cái tính năng bluetooth lên nha. Rồi tiếp theo, tại vì đây là cái dòng kiệp cái cầm tay nên thì nó sẽ kết nối với các thiết bị bluetooth, mình có thể là sử dụng những thiết bị bluetooth như điện thoại di động hoặc là tablet hoặc là những cái thiết bị kiểm kho của hãng Jabra, những cái thiết bị media của hãng Jabra để mình đi kèm với dòng máy này. Thì hôm nay thì em sẽ test cho mọi người xem trên cái chiếc máy của em ha, điện thoại của em. Thì đầu tiên thì như em nói thì mình phải bật bluetooth lên nha mọi người, mình sẽ bật bluetooth lên. Đấy, mình sẽ bật bluetooth lên để kết nối. Tại vì trong cái clip chia sẻ em đã kết nối sẵn rồi, nếu không nên thì ra em sẽ bấm vào để kết nối lại với dòng máy này nha. Rồi để sử dụng cái này thì mình cần phải có một cái app để mình tải một cái app về kiểm kho kiểm kê của mình để mình lên để mình sử dụng. Thì hiện tại thì em sẽ mở một cái app cho mọi người xem. Em đang sử dụng cái app của hãng Jabra ha. Đây là một cái app Jabra RFID Mobile, đây là một cái app demo ha. Đây, thì em sẽ kết nối cái thiết bị này. Đó, sau khi mà mình trở vào rồi mình sẽ vào reader list, sau đó mình sẽ chọn cái thiết bị. Lúc này thì em bật bluetooth lên và em kết nối với nó rồi, nhưng mọi người thấy bước đầu đây ha, sau đó thì mình sẽ vào cái app để mình kết nối. Rồi sau khi kết nối xong rồi thì mình sẽ quét thử. Thì đây là một số, đây là cái app của Jabra để mua thôi nha mọi người, để quét thử. Còn trong quá trình đó thì mình có thể là sử dụng những cái app khác, app của mọi người để mọi người có thể là sử dụng và biết ha. Khi mọi người biết app và kết nối thì Jabra nó có cái công cụ hỗ trợ SDK để mọi người có thể là tham khảo và lập trình để biết đó. Đây, nhìn đó, nhớ nhấn này, nhớ bắt đầu đọc này, nó đọc nó phán lên, đọc thấy cái thiết bị của nó, mọi người thấy không? Đây, đọc rất là nhanh này, đó, đọc. Đây là tổng số lượng á, còn đây là số lần đầu, thời gian này kia, đây là cái hiển thị cái này đi, đó, nhấn giữ là chưa? Đó mọi người thấy không? Này, ví dụ em nhấn đọc lại này. Đó, mọi người thấy ở trên bàn em đang có là tổng cộng 12 con tem, thì ra em đọc thì nó sẽ hiển thị lên 2 con tem, thì nó sẽ đọc như vậy. Thì đó là cái chức năng của cái thiết bị này. Đó, thì trên cái app này nó có một số cái, nên đây là những cái thẻ nó đọc được này, thì nó hiển thị lên đây, mọi người có thể thấy đó. Bên này hiển thị gọn hơn về số đường này kia thôi. Thì về cái app này thì kiểm kho thì do mình quy định đó. Thì vừa rồi em đã lập hộp cũng như là giới thiệu về đặc điểm tính năng và hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng đối với dòng máy RFID 8500 của hãng Jabra. Đây là một cái dòng máy quét cầm tay RFID. Thì nếu như mọi người quan tâm tới dòng máy này hoặc là mọi người cần tìm hiểu về giải pháp RFID thì mọi người có thể liên hệ tới công ty Thế Giới Bảo Mật qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào website thegioibaomat.com. Nếu thấy video này hữu ích thì mọi người cho em xin một like. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.